Wow, quá đẹp. Tình trạng còn khá là tốt. Oh, wow. Đây là gì ta? Oh. Wow. Đây là chìa khóa ha, người ta đóng mộc niêm lại của cái chìa khóa của cái chốt ổ khóa của cái khép này. Hai bọn với ta xin phép quay một cái clip unbox của hai cái đàn này về ha. Thì này về em về từ ngày 2 tháng 7 nhưng mà em bận quá em chưa có khui ra được. Thế hôm nay em mới khui ra được thì em quay cho clip của chú anh chị xem luôn. Đợt này em về hai cái này đi đường bay về, hai cái này khá là tốt thì mình cũng khui ra xem coi đàn nó là đàn gì. Rồi, trong đây người ta chim đồ vô cho nó không bị thùng thình ha, vận chuyển không bị lắc qua lắc lại, rất là đóng gói rất là chuyên nghiệp, rất là kỹ lưỡng. Cây này trong két thì chắc là một cây đàn tốt. Lúc này em sẽ bật mấy cây đó là cây gì cùng khui ra cùng. Đầu tiên thì em xin phép mở hàng đêm này. Này lục quá. Phải mua cái mới. Đây. Đây là cái đèn khá là đẹp nha. Em mới khui tới đây thôi đã thấy nó rất là đẹp. Đẹp cây guitar Morris. Wow, quá đẹp. Tình trạng còn khá là tốt, khá là đẹp nha. Ta Morris W35 ha. Morris W35. Mày đã sáng rồi. Bộ khóa còn nguyên zin. Còn mới luôn. Dây thì vẫn còn dây cũ, dây zin. Rồi. Rồi, ok. Em xin phép khui tiếp em này ha. Mới mở hàng là đã cây Morris W35 này, khá là đẹp, khá là xịn sò. Két này rất là đẹp ha.
két khá là đẹp. Ok, két khá là đẹp, để coi bên trong đàn có đẹp như thế không. Wow, đây là chìa khóa ha, người ta đóng bọc niêm lại của cái chìa khóa của cái chốt ổ khóa của cái két này, chìa khóa của cái chốt ổ khóa luôn. Đó, chìa khóa rất là kỹ ha, người ta rất là kỹ luôn. Đây là mấy túi không khí để bỏ vô để không nó cứng, không có đi báo nọ thì tất nhiên tất cả chúng nhập hết rồi. Và mình cùng xem cái nhân vật chính ha, hôm nay rất là đẹp, rất là đẹp trai luôn. Một cây Aranjuez 706. Bên trong có Aranjuez Matsuka Japan ha. Rồi top solid nè, top cái vân top solid cái này rất là đẹp luôn, rất là đẹp, bo đều vô trong. Đây em quay cho mọi người coi. Đó, em thấy là em chảy nước miếng rồi, quá đẹp, xuất sắc. Rồi, bộ khóa ha, khóa zin, khóa vàng, quá đã luôn, xuất sắc. Chưa lau chùi vệ sinh gì hết, đã xuất sắc như này rồi. Mà vẫn có bụi ha, nhìn đẹp vậy nhưng mà vuốt vẫn có bụi nè. Đó, vuốt vẫn có bụi nè, là người ta để trong két lâu nên người ta không có chơi, giữ rất là kỹ. Gỗ cẩm ha, cẩm rất là đẹp luôn. Rất là đẹp ha. Khôi ra quay review cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nha. Gỗ cảm. Đường vết nối là rất là đẹp ha. Tuyệt vời. Gỗ chạy rất là đẹp. Ok. Ở đây thì có một con vết cứng hột gạo ha, nhiều vết cứng nhỏ hột gạo ở đây. Về ngoại hình tổng quan thì rất là đẹp, 90 mấy%, line new 90 mấy%. Đặc biệt mặt top solid ngay cái chỗ cổ vân chạy chỉ vô trong nhìn rất là đẹp. Còn về mặt lưng thì cũng rất là đẹp luôn. Mấy cái này dòng cao cấp này, nhưng người ta làm rất là tỉ mỉ.